để vô. Đó. Ôi nổi gì trời. Rồi bên ngoài kia luôn. Chỗ nào nha? Bàn nào nha, bàn nào. Đúng rồi này nè, đúng rồi. Xin mời khách. Đỡ cái bàn. Mời khách đi. Rồi, hả? Một ngày. Ồ, có cái dòng mới luôn. Cứ tưởng đâu bữa nay u buồn nè chứ, nên tôi quay tôi giữ lại kỷ niệm. Trời ơi. Ta giỏi luôn, không có đắng đâu. Ồ. Bạn đúng giờ nha bạn. Một ngày đi học của Ruby à. Ruby đi trước, bà ngoại đi sau. Ai đi học mà xách ba lô đây? Ngày mai là được nghỉ rồi có không? Ngày mai được nghỉ rồi. Không, cái đó ngày hôm qua người ta tặng đó có không? Bye bye Ruby. Kìa bạn kìa. À. Dạ cô Sáu đi học. Dạ cô Sáu đi học. Bạn của Ruby thì đi bộ. Cũng là bà dẫn đi học mà nó lạ lắm. Còn Ruby là phải có ba bồng. Quá trời. Ngày là hôm cô bé sau giàu có. Wow, có một chiếc đồng hồ rất là xinh xắn màu hồng. Ôi, chiếc nhẫn này cũng đẹp nữa. Từ Đà Nẵng lấp lánh liền. Nghe chưa, kim cương đẹp đó mọi người ơi. Đây là wow, xuất sắc. Bữa nay em bé không đi học, em bé được ở nhà để bán bún bò. Đi đâu ra đây vậy trời? Đi đâu vậy? Con đi đâu ra vậy? Đi đâu ra đây? Đổi ra. Ấy, không được, không được, không được. Cái chừng xe đó. Trời ơi, bữa nay chị Ruby giữ xe nha. Vì kỳ quá à, nghe lời kẻ xấu à. Kẻ xấu rồi mọi người. Thôi, vừa phải thôi. Hủ quay làm cái gì? Hôm nay là thứ bảy. Hủ quay làm cái gì? Cho nên là bé Ruby nghỉ học ở nhà. Ở nhà thì làm gì? Đi giữ xe, đi giữ xe. Đi giữ xe chứ làm cái gì? Đúng rồi, cầu cao không hủ rồi. Hôm nay quán là có phục vụ mới nè. Đó, ta nghỉ học tới nhà ta làm phụ mà. Đó. Ôi trời. Rồi bên ngoài kia luôn. Chỗ nào nha? Bàn nào nha, bàn nào. Đúng rồi này nha. Đúng rồi. Xin mời khách. Đỡ cái bàn. Khách đi. Sao vậy hả? Đeo tập về luôn không? Lấy tập về cho bé đeo luôn nè. Nghỉ học chi cực khổ không? Đi học không chịu. Thấy chưa? Thấy cái lợi ích của việc đi học chưa? Sáng nào ra con góc. Bạn Ruby đang diễn một nét buồn. Để được đi đâu? Hả? Đi đâu Ruby? Nè. Trời ơi, tự nhiên được đi siêu thị hả? Đi nhà sách hả? Nhà sách, mới bưng được có 2 dĩa rau à. Tốn anh ly trà sữa, bây giờ phải đi nhà sách nữa. Quá trời rồi. Mướn cái cô tiếp viên này lỗ rồi. Con mà bắt ba con chở đi nữa là mẹ chở đi rồi nha. Giờ này để ba làm việc chứ không phải chở mặt nha. Sáng ra bưng 2 dĩa rau, tốn anh ly trà sữa, bây giờ mới đi nhà sách về nữa. Quá hao tốn rồi. Hao tốn ở đâu? Giờ hứa ăn bánh mì rồi đó. Đâu được, cậu coi coi nhiêu tiền. Cho cậu mượn rồi, cậu coi coi. Trời ơi, 41.000. Ở gì? Ờ, 41.000. Mua gì hả? Rồi sao, Trúc Nơi đi đâu? Đi chơi với bạn hả? Trúc Nơi con đi đâu? Bữa nay không đi phục vụ hay sao? Bữa nay nghỉ học ở nhà, đi làm phục vụ một bữa đi. Đi đâu rồi? Đâu đây nè, giống đồng hồ phải không?
Đây là bé Ruby nha mọi người. Hồi sáng này bé Ruby xuống bưng hai dĩa rau và quán đã bị thiệt hại là một ly trà sữa rồi 40 mấy ngàn gì ở nhà sách. Mua gì? Không mua gì ở nhà sách nè? Điếm quy cái điện thoại á. Đó, mua là thiệt hại, tổng thiệt hại là cả 100 ngàn khi mà bưng hai dĩa rau thôi. Rồi tí xíu nữa còn đi chơi nữa nè mọi người, bỏ quán đi chơi nữa nè, đi chơi với bạn nữa nè, quá trời rồi. Rồi chụp tấm hình đi, đi đâu đi, gì kỳ vậy, lỗ mũi bự quá.